Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hội nghị tăng cường quan hệ đối tác Á Âu nhằm cùng thảo luận về cách thức làm sâu sắc hơn mối quan hệ và tạo tiền đề cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 11 ở Mông Cổ vào tháng 7 tới đây. Trong phần tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề về thách thức trong xây dựng thương hiệu Việt Nam. Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân trên toàn quốc với nhiều hoạt động mang ý nghĩa văn hóa và xã hội tích cực. Sáng ngày 20 tháng 4 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị tăng cường quan hệ đối tác Á-Âu toàn diện trong thế kỷ 21, diễn ra nhân dịp kỷ niệm 20 năm diễn đàn hợp tác Á-Âu ASEM. Hội nghị là cơ hội nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời góp phần xây dựng định hướng hợp tác ASEM trong thập niên tới. Sau hai thập niên phát triển thì ASEM được chứng minh là vai trò cơ chế đối tác hợp tác có quy mô lớn nhất giữa hai châu lục, nhưng làm sao để mối quan hệ đối tác Á-Âu đi vào chiều sâu thực chất vẫn là câu hỏi được nhiều đại biểu tham dự hội nghị quan tâm. Sau 20 năm hình thành và phát triển, diễn đàn hợp tác Á-Âu ASEM đã khẳng định vai trò là cầu nối gắn kết giữa hai châu lục. Nay ASEM đã trở thành mái nhà chung của 53 thành viên, đại diện cho khoảng 62% dân số thế giới, 57% GDP và 68% thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, sự nổi lên của nhiều thách thức, sự xuất hiện của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đang đặt ASEM trước yêu cầu phải đổi mới, nâng tầm hợp tác. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, trong một ASEM đổi mới cần lấy con người làm trung tâm. Mọi sáng kiến và cơ chế hợp tác cần lấy con người làm trung tâm, tăng cường sự tham gia và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Trong đó, ưu tiên các biện pháp thúc đẩy đóng góp của thanh niên, doanh nghiệp, tiềm lực và sức sáng tạo mạnh mẽ của họ sẽ giúp khởi xướng các ý tưởng mới, góp phần đưa hợp tác ASEAN đi vào cuộc sống thực tế. Quan điểm này được nhiều đại biểu tham dự hội nghị chia sẻ. Các đại biểu đều cho rằng quan hệ đối tác ASEAN trong giai đoạn mới cần đi vào chiều sâu thực chất. Chúng ta đã chứng kiến sự hợp tác kinh tế rất lớn giữa các nước Á-Âu, nhưng vẫn thiếu một cơ cấu, một thể chế cụ thể. Vấn đề mà chúng tôi muốn giải đáp tại hội nghị cấp cao ASEM 11 sẽ diễn ra vào tháng 7 tới tại Mông Cổ, đó là liệu chúng ta có thể xây dựng một cơ cấu giúp tăng cường hợp tác kinh tế Á-Âu sâu rộng hơn nữa hay không? ASEM đang chú trọng vào đổi mới, nâng tầm hoạt động, đưa mối quan hệ đối tác Á-Âu đi vào chiều sâu thực chất để phù hợp với tình hình mới. Hội nghị lần này là cơ hội để đại diện của các nước thảo luận về cách thức làm sâu sắc mối quan hệ đối tác Á-Âu, tạo tiền đề cho hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 11 diễn ra tại Mông Cổ vào tháng 7 tới. Cũng chiều cùng ngày tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và ông Yuri Senturin, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga đã thay mặt hai chính phủ ký kết Hiệp định Liên chính phủ về việc tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí trên lãnh thổ Liên bang Nga và Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Liên chính phủ về việc tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa của Liên doanh Vietso Petro. Việc ký kết hai văn bản này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam và chính phủ Liên bang Nga, đồng thời khẳng định chính sách ưu tiên phát triển lĩnh vực năng lượng dầu khí trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, tạo điều kiện trong nâng cao hiệu quả hoạt động của hai công ty liên doanh. Cho đến thời điểm này, liên doanh Vietso Petro đã khai thác được 220 triệu tấn dầu thô, đóng góp gần 47 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách nhà nước. Và còn công ty liên doanh Rosviet Petro đang thực hiện các hoạt động thăm dò phát triển khai thác tại 13 mỏ dầu của 4 lô thuộc khu tự trị Nyansky Liên bang Nga. Thưa quý vị, suốt một tuần nay thì câu chuyện về con số 7,3 tỷ đô la Mỹ của Việt Nam đang được các ngân hàng thương mại gửi ở nước ngoài đã khiến cho dư luận không khỏi băn khoăn, nghi ngại. Liệu có phải đang có một lượng lớn ngoại tệ của Việt Nam chảy ra nước ngoài và nguồn tiền này thực chất đang được các ngân hàng sử dụng vào mục đích gì? Tuy nhiên thì giới tài chính thì cho rằng con số hơn 7 tỷ đô la Mỹ đang được gửi ở nước ngoài là câu chuyện rất bình thường của ngành ngân hàng. 7,3 tỷ đô la Mỹ thực chất là số tiền mà các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện đang gửi ở nước ngoài nhằm phục vụ cho các nhu cầu thanh toán, xuất nhập khẩu hàng hóa, các khoản nợ mà nền kinh tế và doanh nghiệp cần phải trả. Việc mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài đã được ngân hàng này
thực hiện từ hơn 40 năm nay, và đây là việc làm bắt buộc đối với một nền kinh tế hội nhập. Các ngân hàng thương mại thì là trung gian tài chính, thì đối với ngoại tệ thì là phải phục vụ cho thanh toán quốc tế, cho thanh toán xuất nhập khẩu, cho bảo lãnh, cho tất cả các nghĩa vụ của Việt Nam đối với nước ngoài. Do vậy là các ngân hàng Việt Nam thì phải gửi ngoại tệ tại nước ngoài để đảm bảo cho cái thanh toán đó. Vì phải có một nguồn ngoại tệ để phục vụ cho nhu cầu thanh toán của chính nền kinh tế và doanh nghiệp, nên lo ngại về chảy máu ngoại tệ là không có cơ sở. Đây là quan điểm của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Việc chúng ta phải mở tài khoản đô la Mỹ ở Mỹ cũng như bao nhiêu quốc gia khác cũng phải mở tài khoản đô la Mỹ, đó là chuyện bắt buộc rồi. Cho nên tôi chỉ lấy một ví von là nếu như có một gia đình nọ có một số tiền 500 triệu đem đi gửi tiết kiệm vào ngân hàng thì không thể gọi khái niệm đó là khái niệm chảy máu Việt Nam đồng ra khỏi gia đình được. Nguồn tiền 7,3 tỷ đô la Mỹ dù đang gửi ở nước ngoài nhưng đây có thể được coi là một nguồn lực đối với dự trữ ngoại hối của quốc gia trong tương lai, nhất là khi chính sách về chống đô la hóa đang được triển khai quyết liệt. Lãi suất đồng đô la bằng không thì các doanh nghiệp, các người dân sẽ bán, và cái đại diện cho cái người bán đó chính là các cái tổ chức tín dụng gửi vốn ở nước ngoài, và tự động các cái luồng tiền nó sẽ đưa vào tài khoản của ngân hàng nhà nước thôi. Và như vậy thì đó có thể nó là một cái lớp đầu tiên, cửa ngõ đầu tiên mở con đường đi vào cái dự trữ ngoại hối quốc gia. Cho nên tôi nghĩ rằng là vấn đề lượng tiền ta gửi ở các tài khoản nước ngoài tăng lên, thực ra nó cũng là một cấu phần theo một nghĩa rất rộng là dự trữ ngoại hối của quốc gia sẽ tăng lên trong tương lai. Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã mua dòng được lượng ngoại tệ lớn và dự trữ ngoại tệ đã gia tăng mạnh trở lại. Việc các ngân hàng thương mại Việt Nam phải duy trì một lượng ngoại tệ ở nước ngoài là điều bình thường, và nguồn ngoại tệ ấy cũng là một nguồn lực của quốc gia, nên sự hốt hoảng là điều không cần thiết. Thưa quý vị, để hội nhập một cách thành công và để tận dụng được các cơ hội mà xu thế hội nhập đem lại thì có nhiều vấn đề đặt ra. Trong đó, một vấn đề hết sức quan trọng là chúng ta cần phải xây dựng một chiến lược chủ động hội nhập, một chiến lược có thể phát huy một cách có hiệu quả các nguồn lực và nâng cao được năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ. Một trong những yếu tố quyết định vị thế của doanh nghiệp và góp phần đáng kể vào hiệu quả nâng cao năng lực cạnh tranh chính là vấn đề thương hiệu. Và nhân ngày Thương hiệu Việt Nam 20 tháng 4, phần tiêu điểm của chúng tôi ngày hôm nay sẽ nói về vấn đề này. Xin mời biên tập viên Lã Trang. Xin cảm ơn biên tập viên Thùy Dương. Thưa quý vị khán giả, nhắc đến Microsoft, Coca-Cola, người ta nghĩ ngay đến nước Mỹ. Còn khi nói đến Nhật Bản thì cả thế giới nghĩ tới Toyota, Canon hay là Sony. Còn nếu nhắc đến Việt Nam thì thế giới lại biết nhiều hơn đến chiến tranh Việt Nam, đến phở Việt Nam, đến áo dài, chứ không nhắc nhiều tới những sản phẩm dịch vụ mang thương hiệu Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, các sản phẩm hàng hóa dịch vụ của chúng ta xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng để đọc tên được những thương hiệu mà nghe một lần người ta đã biết đến đó là sản phẩm của Việt Nam thì quả thật là không nhiều. Vào năm 2003 thì Việt Nam bắt đầu triển khai chương trình thương hiệu quốc gia. Điều này cũng đồng nghĩa rằng Việt Nam đã khởi động một chiến lược xây dựng hình ảnh một đất nước có uy tín về hàng hóa dịch vụ, đa dạng phong phú với chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh cho thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Tăng cường sự nhận biết đối với các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, tăng thêm uy tín, sức hấp dẫn cho đất nước con người Việt Nam, góp phần khuyến khích du lịch và thu hút đầu tư. Hai năm một lần, chương trình lựa chọn ra các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Năm 2008 có 30 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia, đến năm 2014 thì đã tăng lên là 63 doanh nghiệp với những cái tên như là VNPT, Hòa Phát, Travaco, Vietinbank, Vinamilk, Viglacera hay là Hoa Sen, v.v. Những thương hiệu quốc gia Việt Nam phải thỏa mãn các tiêu chí như quy trình sản xuất và quản trị kinh doanh hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, chất lượng sản phẩm được bảo đảm bằng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong thị trường nội địa và xuất khẩu, và quan trọng là phải được người tiêu dùng lựa chọn. Thưa quý vị khán giả, có thể thấy rằng ở tầm vĩ mô thì Việt Nam đang có những bước đi khởi đầu để xây dựng một thương hiệu quốc gia. Nhưng đứng ở góc độ khác thì những bước đi ấy liệu có thực sự phát huy được hiệu quả tới từng doanh nghiệp hay chưa? Hay là các doanh nghiệp của Việt Nam vẫn đang lúng túng trong việc xây dựng thương hiệu, trước hết là cho bản thân họ và sau đó là đến cho thương hiệu quốc gia Việt Nam?
Câu chuyện xây dựng thương hiệu Việt không phải bây giờ mới được nói đến, nhưng nó vẫn mãi là vấn đề nóng cần bàn đến của doanh nghiệp Việt Nam. Khi nhìn vào con số điều tra với trên gần 500 doanh nghiệp, chỉ có 16% doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách về marketing, 80% doanh nghiệp không có chức danh quản lý nhãn hiệu. Đa phần doanh nghiệp chưa có thói quen sử dụng dịch vụ tư vấn kinh doanh, kể cả tư vấn về thương hiệu. Điều này cho thấy vấn đề xây dựng thương hiệu vẫn chưa được doanh nghiệp quan tâm thỏa đáng. Đối với phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam thì mặc dù nhận thức cũng đã có chuyển biến, nhưng mà điều kiện để mà đầu tư thực hiện xây dựng thương hiệu còn hạn chế. Và thứ hai nữa là kiến thức về phát triển thương hiệu một cách bài bản và lâu dài và hiệu quả thì không phải tất cả các doanh nghiệp đều có được. Trên thị trường nội địa, các công ty đa quốc gia ngoài việc tăng cường quảng bá thương hiệu của mình tại Việt Nam, một số công ty đã bắt đầu khai thác cả thương hiệu Việt Nam bằng cách bỏ tiền mua các thương hiệu nổi tiếng khác và khai thác rất hiệu quả. Câu chuyện Unilever mua thương hiệu kem đánh răng PS hay Unilever chớp cơ hội để đầu tư khai thác chỉ dẫn địa lý Phú Quốc với sản phẩm nước mắm Knorr Phú Quốc vẫn được nhắc đến rất nhiều. Hiện nay, có xu hướng là những nhà đầu tư nước ngoài, họ nhìn ra tiềm năng, lợi thế thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam ngay từ lúc doanh nghiệp mới được thành lập. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, người chủ doanh nghiệp chưa có ý thức bảo vệ thương hiệu thì đã bị người khác đăng ký rồi. Trong khi con số các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu bằng thương hiệu Việt Nam còn khiêm tốn, thì lại xảy ra tình trạng thương hiệu Việt bị đánh cắp ở một số nơi. Bài học xương máu từ việc không đăng ký bản quyền tên thương hiệu ở nước ngoài khiến cho nước mắm Phú Quốc, cà phê Trung Nguyên, cà phê Buôn Ma Thuột phải đối đầu với bao khó khăn khi mình là chủ mà không được thừa nhận sản phẩm của mình tại thị trường bạn. Các doanh nghiệp phải chủ động, phải tự tạo ra các công cụ, các biện pháp về công nghệ. Thậm chí là như chúng ta thấy có những hệ thống nhân lực và kỹ thuật để đảm bảo phát hiện kịp thời những cái hành vi xâm phạm quyền của mình và thông qua đó phối hợp kết hợp hợp tác với các cơ quan thực thi để bảo vệ quyền cho mình. Thương hiệu Việt không còn đơn thuần là dấu hiệu để nhận biết và phân biệt sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài, mà còn là tài sản rất có giá trị, là uy tín của doanh nghiệp và thể hiện niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm của doanh nghiệp. Xây dựng thương hiệu Việt hoàn toàn không chỉ là đặt một cái tên, đăng ký sở hữu cái tên đó, mà còn là một chặng đường đầy gian nan để tạo ra cho được một hình ảnh rõ ràng và khác biệt của riêng doanh nghiệp. Vâng, thưa quý vị, để xây dựng thương hiệu riêng cho mình thì doanh nghiệp phải tạo ra những mặt hàng chất lượng cao, giá thành phù hợp và quan trọng là phải làm thế nào để người tiêu dùng biết đến sản phẩm của mình và trung thành với sản phẩm đó. Tuy nhiên, trên thực tế thì đối với các doanh nghiệp, đôi khi giá trị của thương hiệu thường nằm ngoài sản phẩm. Vì vậy, điều này cũng đang đặt ra thách thức không nhỏ trong công tác xây dựng thương hiệu. Thường là các doanh nghiệp Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho nên là để bỏ ra một cái khoản chi phí tương đối lớn mà làm thương hiệu thì cũng không có ra nhiều doanh nghiệp mà dám tự tin để bỏ ra cái chi phí ban đầu để làm cái thương hiệu đó. Vì vậy là họ thường chọn những cái gói có thể là chi phí thấp và cái yêu cầu cái kết quả nhanh cho nên cái hiệu quả nó chưa có cao. Khó khăn về nhân sự thì thường thường là những công ty vừa và nhỏ họ không có những cái nhân viên chuyên về làm thương hiệu cho công ty và có thể là họ sẽ thuê bên ngoài, cho nên là cái quản lý cũng như cái hợp tác phối hợp thì nó cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Một thương hiệu thì nó phải xuất hiện rất là nhiều mẫu mã thì nó liên quan cái điều đầu tư, mà những mẫu mã mình đưa ra liệu là có được thị trường chấp nhận không, và sau đấy thì nhưng mà đã đứng thương hiệu thì chúng ta vẫn phải liên tục đủ mẫu, đủ sản phẩm để nuôi cái thương hiệu đấy phát triển qua các giai đoạn, thì tôi nghĩ là một cái sự đầu tư tương đối lớn và nó cũng nhiều rủi ro và nó cũng đòi hỏi là rất là chuyên nghiệp trong vấn đề phát triển thương hiệu, thì và có một bài toán dài hơi thì mới làm được. Ở Việt Nam thì những cái chiến lược mà dài hạn và những chiến lược cụ thể thì đôi khi là nó không song hành cùng nhau mà cứ làm xong rồi làm dần, chứ nó không có một cái chiến lược lâu dài và dài hạn đấy, thì chúng ta sẽ đi từng chặng một thì gặp khó khăn cái vướng mắc ấy thì lại dừng lại, chứ không phải là một cái quy trình dài. Tôi nghĩ là đấy là cũng là một cái mà hạn chế của cái sự phát triển của các cái sản phẩm của Việt Nam để xây dựng được thương hiệu mạnh. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc làm công tác thương hiệu là họ khó khăn từ việc đăng ký cho đến việc bảo trợ.
và bảo vệ cái thương hiệu mà họ đã đăng ký. Đối với việc đăng ký thì thủ tục hiện tại là còn đang khá là rườm rà và cái việc hỗ trợ từ chính phủ là chưa có mấy. Thêm nữa là cái việc cạnh tranh từ thị trường, ví dụ như hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Vâng, doanh nghiệp gặp khó trong việc xây dựng thương hiệu thì đồng nghĩa với quốc gia cũng khó thành công trong việc tạo dựng được một thương hiệu đại diện tầm cỡ. Trước thực tế này thì cần sự vào cuộc của cả cộng đồng, chứ không chỉ là của riêng các cơ quan quản lý hay là doanh nghiệp. Đây cũng là chia sẻ của ông Đỗ Kim Lang, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Phó Tổng Thư ký chương trình Thương hiệu Quốc gia với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa ông, nếu ông lý giải một cách đơn giản nhất thì thương hiệu Việt Nam là gì và nó có sự khác biệt gì so với thế giới hay không ạ? Mỗi nước thì nó có một cái đặc điểm riêng về địa lý hay là trình độ phát triển. Và trong cái bối cảnh một khu vực của quốc gia đó đang phát triển thì sẽ đặt ra cho mình những cái cách thức tiếp cận khác nhau. Các chuyên gia thì người ta đánh giá là chương trình thương hiệu quốc gia của Việt Nam một góc độ nào đó thì hướng đến vấn đề phát triển kinh tế, hướng đến vấn đề hội nhập, hướng đến vấn đề xuất khẩu. Vì thế mà tiếp cận từ góc độ thương hiệu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ làm cách tiếp cận phù hợp. Ở một số quốc gia khác thì họ phải có cách tiếp cận nó phù hợp hơn. Ví dụ họ chỉ xây dựng những hình ảnh liên quan đến những thế mạnh về tài nguyên môi thiên nhiên, nét đẹp về phong cảnh, du lịch. Những cái yếu tố đó, thương mại hay là du lịch, hay con người, hay văn hóa, nó trong một bối cảnh nào đó thì vẫn phải tổng hòa trong cái hình ảnh quốc gia, không thể nói riêng một khía cạnh nào cả. Như ông đã nói thì chúng ta hiện nay đang tiếp cận thương hiệu quốc gia từ góc độ là thương hiệu của sản phẩm dịch vụ. Vậy ông có thể phân tích cái mối quan hệ giữa thương hiệu quốc gia Việt Nam hiện nay với mối quan hệ giữa thương hiệu của các sản phẩm, các doanh nghiệp Việt Nam, và mối quan hệ tương hỗ này thì nó mang lại cái lợi ích gì cho doanh nghiệp cũng như là cho quốc gia? Thương hiệu của doanh nghiệp chính là cái lõi hay là cái tế bào của thương hiệu quốc gia. Nếu như chúng ta tiếp cận theo cái khía cạnh kinh tế, bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy, khi mà người ta muốn tuyên truyền, muốn đưa ra hình ảnh đất nước mình về mặt kinh tế, về mặt sản phẩm ra bên ngoài á, thì đều không thể thiếu những cái nhân tố tế bào đó. Có những doanh nghiệp khi mà đã đạt được thương hiệu quốc gia ấy, cũng chưa hẳn đã phát huy được. Nếu như chúng ta không có cái nhận thức một cách chủ động tích cực, khai thác nó thật sự là có bài bản đó, chứ không phải chúng ta chỉ gắn nó lên đó. Gắn lên đó không nói lên câu chuyện gì hết. Thậm chí có những doanh nghiệp người ta không có cái đó, nhưng mà khi mà ra bên ngoài có những doanh nghiệp người ta đã tâm sự là kể cả người mua nước ngoài ta cũng hỏi ông có cái trên sản phẩm của ông, hay là doanh nghiệp ông có được gắn cái biểu trưng đó không. Có nghĩa là thế giới người ta cũng đã bắt đầu biết đến cái chuyện là có cái chương trình, có một cái giá trị của quốc gia đứng đằng sau cái việc những hàng hóa của chúng ta xuất khẩu, và đấy chính là cái lợi ích. Thế nhưng ngược lại thì chúng ta thấy rằng không phải là tất cả các doanh nghiệp đều ý thức cái chuyện đó một cách chủ động. Vâng, như các cái phóng sự phía trên chúng tôi vừa ghi nhận thì doanh nghiệp hiện nay họ có rất là nhiều những cái khó khăn trong công tác xây dựng thương hiệu. Khó khăn đó có thể là về vốn, về những chiến lược dài hạn, về vấn đề bảo hộ thương hiệu, hay là về cái vấn đề truyền thông quảng bá. Vậy thì ông có những cái kiến nghị giải pháp như thế nào cho doanh nghiệp để họ có thể xây dựng tốt được cái thương hiệu của doanh nghiệp, từ đó góp phần xây dựng được thương hiệu của quốc gia Việt Nam? Thì chúng tôi gần đây đã phải tổ chức những cái đợt đi giới thiệu về chương trình thương hiệu quốc gia, tập huấn về nội dung thương hiệu, vấn đề về thương hiệu như thế nào, vân vân và vân vân, ở mức độ cơ bản, nâng cao cái nhận thức cho doanh nghiệp ở địa phương, đặc biệt là các vùng miền miền Trung, Nam Bộ, Tây Nam Bộ, đấy là những cái vùng mà rất là còn thiếu tiếp cận. Thứ hai nữa là với các cái đối tượng còn lại, nói chung thì chúng tôi đang cố gắng tạo nên một cái chương trình là chương trình phát triển thương hiệu cho ngành, để vì qua cái thương hiệu cho ngành ấy, thì chúng ta tiếp cận nhanh nhất đối với đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hiệp hội và gắn với địa phương. Thứ ba là những cái chương trình đào tạo có tính chất là sâu hơn về vấn đề về thương hiệu, quản trị thương hiệu và phát triển thương hiệu, bảo vệ thương hiệu. Thì tôi nghĩ rằng với cách làm như vậy thì nó sẽ có cái hiệu ứng tốt hơn, nghĩa là chúng ta có cái sự tham gia của cộng đồng, chứ không chỉ trông chờ riêng vào nhà nước hay cái chương trình này cả. Cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Vâng, và cũng hy vọng với những giải pháp đó cũng như sự vào cuộc chủ động của các doanh nghiệp thì thương hiệu hàng hóa sản phẩm của Việt Nam hay là thương hiệu quốc gia của Việt Nam sẽ thật sự tạo được tiếng vang, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Và chương trình thời sự sẽ tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác.
Trưa ngày 20 tháng 4, tại vùng đệm rừng đặc dụng Bà Nà, Đà Nẵng đã xảy ra một vụ cháy rừng tại khu rừng trồng. Gặp lúc nắng nóng khô hanh, gió thổi mạnh, đám cháy đã bùng lên một cách dữ dội và nhanh chóng lan rộng. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy rừng được xác định là do đốt thực bì ở bìa rừng, gặp gió lớn nên ngọn lửa đã bùng phát cháy lan rộng. Người dân địa phương đã điện báo với các ngành chức năng. Để dập tắt được đám cháy này thì thành phố Đà Nẵng đã điều động hơn 1.000 người, bao gồm toàn bộ lực lượng của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, dân quân và người dân địa phương tham gia cứu rừng. Đến lúc 16 giờ cùng ngày thì đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Theo đánh giá ban đầu, vụ cháy đã gây thiệt hại nặng cho khoảng chục hecta rừng trồng. Chỉ một tuần qua thì thành phố Đà Nẵng đã xảy ra 4 vụ cháy rừng. Sáng ngày 20 tháng 4, lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 đã diễn ra tại Công viên Thống Nhất, thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện khởi đầu cho một chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 diễn ra trên toàn quốc. Ra đời từ năm 2014, Ngày sách Việt Nam đã trở thành một ngày hội văn hóa cộng đồng, thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân trên toàn quốc với nhiều hoạt động mang ý nghĩa văn hóa và xã hội tích cực. Với sự tham gia của 87 đơn vị xuất bản, phát hành sách trên cả nước, hơn 30.000 đầu sách và nhiều sự kiện giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm mới diễn ra liên tục từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 4. Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 dự kiến sẽ thu hút hàng ngàn người dân tới tham dự. Em biết hội chợ sách này qua kênh là Facebook ạ. Các bạn trên Facebook share rất là nhiều về hội chợ sách. Và bản thân em thì là sinh viên của khoa xuất bản phát hành ạ. Thì cứ hội sách nào thì cũng đây là thói quen rồi ạ. Cứ một năm tầm 20 lần thì lần nào cũng đến hội chợ sách. Ngày hội sách thì đương nhiên là những cái kênh truyền thông rất là quan trọng trong việc quảng bá sách và đưa sách của kênh xuất bản đến với công chúng rộng rãi. Nhà xuất bản trẻ cũng đợt này cũng đưa ra hội sách một số lượng sách cũng rất là hùng hậu. Khoảng độ 400-500 tựa. Mối quan tâm của những người làm sách nhà xuất bản trẻ rồi là làm sách tử tế, sách đàng hoàng và sách gọi là chất lượng. Năm nay cũng là năm đầu tiên ban tổ chức đưa ra quy chế hoạt động, yêu cầu các đơn vị gửi danh sách tác phẩm tham gia về cơ quan quản lý để kiểm tra, ngăn chặn sách vi phạm. Những cuốn sách tại hội sách được khẳng định là những xuất bản phẩm có chất lượng cao. Việc kiểm soát nội dung của các hội chợ sách đó là biểu hiện của việc thượng tôn pháp luật. Thứ hai quan trọng hơn đó là sự tôn trọng đối với văn hóa của dân tộc. Có thể sách bán ít đi, có thể người làm sách có thể ít lãi hơn, người tổ chức thì có thể khó khăn hơn. Nhưng cái cuối cùng là tất cả những người làm xuất bản và những người liên quan đến sách tỏ rõ một cái thái độ là rất trân trọng văn hóa của dân tộc và trân trọng người đọc. Ngoài Hà Nội, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cũng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 như tuyên truyền giới thiệu sách với chủ đề quê hương ở Đồng Tháp, trưng bày sách chủ đề Con người Bắc Ninh, Kinh Bắc ở Bắc Ninh. Các hoạt động này diễn ra từ ngày 20 và sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 4. Là một trong những giải thưởng được tổ chức thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam, giải Cánh Diều là nơi tôn vinh những tác phẩm điện ảnh cũng như là những cống hiến của các diễn viên, những người làm nghề trong năm. Giải thưởng Cánh Diều 2015 có số lượng phim đăng ký dự giải là 143 phim và 6 công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình điện ảnh. Trong 143 phim thì có 18 phim truyện điện ảnh, 16 phim dài tập, 8 phim ngắn, 14 phim hoạt hình, 37 phim tài liệu, 12 phim khoa học và 33 phim ngắn. Ban tổ chức đã nhận được hồ sơ đăng ký dự giải từ tháng 1 năm 2016 và tiến hành việc chấm giải đến hết ngày 19 tháng 4. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng có thể xem lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.